kiều anh xin kính chào quý vị và các bạn. chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24h. ở tới các bạn trong clip ngày hôm nay thì kiều anh sẽ đưa tới các bạn một trong những giải pháp mới dành cho người mắc bệnh tiểu đường cũng như là cách phòng chống căn bệnh này hiệu quả. đó là sử dụng sản phẩm nước phòng chống tiểu đường Super Gold đến từ Hàn Quốc. ở sản phẩm này thì có thành phần cấu tạo như là kẽm oxit, chiết xuất chính là từ mướp đắng cũng như là các yếu tố dinh dưỡng khác sản phẩm này thì đã được kiểm chứng và chứng minh là quan trọng trong việc bảo vệ cũng như là hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. ở thế nên là không có gì quá lạ khi sản phẩm này trở thành một trong những sản phẩm bán chạy hàng đầu trên thị trường hiện nay. với chiết xuất chính là mướp đắng nên sản phẩm nước uống này thì không chỉ hỗ trợ điều trị và phòng chống tiểu đường mà còn có nhiều công dụng tuyệt vời khác có thể kể đến như là hỗ trợ cho người cao huyết áp, mỡ máu, tim mạch, gút hay là làm đẹp da thậm chí là giải độc cơ thể và giải rượu sản phẩm này thì có khả năng là kháng viêm giảm tình trạng đau nhức đái dắt đau buốt à, hay là giải nhiệt cơ thể cho chúng ta sản phẩm này thì còn thúc đẩy tiêu hóa giảm cân cho người thừa cân và giúp chống tiêu bức xạ à, vậy tại sao sản phẩm này lại có công dụng tốt với sức khỏe nói chung và bệnh tiểu đường nói riêng là bởi như Kiều anh vừa chia sẻ bên trên ở thành phần chính của sản phẩm này là từ mướp đắng và mướp đắng thì đã có hơn 140 nghiên cứu lớn nhỏ trên thế giới chứng minh rằng nó có tác dụng hạ và ổn định đường huyết. Ở ngoài ra thì trong mướp đắng còn có nhiều hợp chất được tìm thấy, có khả năng là làm giảm đường huyết. Nhưng một trong những chất quan trọng nhất trong mướp đắng đó là charitin. Đây là một chất có cấu trúc hóa học gần giống như insulin, ở hóc môn vận chuyển đường từ máu vào tế bào. À, vì vậy sau khi sử dụng nước phòng chống tiểu đường super gold thì sẽ có tác dụng hạ đường huyết ngay lập tức sản phẩm phòng chống tiểu đường supergol thì đã được chứng minh là có tác dụng phòng chống oxy hóa cũng như là giảm stress oxy hóa giảm huyết áp và cholesterol xấu sản phẩm này thì bảo toàn được tính toàn vẹn của lòng mạch cũng như là ngăn chặn uh, biến chứng tiểu đường gây ra đối với người bệnh bên cạnh đó thì sử dụng nước phòng và chống tiểu đường supergol thường xuyên thì còn giúp là tăng cường chức năng tim cũng như là ngăn ngừa nhồi máu cơ tim ở người mắc bệnh tiểu đường ở sản phẩm này thì sử dụng vô cùng đơn giản. Đối với người trưởng thành thì chúng ta có thể là mỗi ngày sử dụng một gói. Ngoài ra khi sử dụng sản phẩm này thì chúng ta cũng có thể là kết hợp chế độ ăn như bác sĩ đã khuyên dùng cũng như là kết hợp tập luyện thể dục thể thao một cách điều độ nhất để có thể là có hiệu quả tốt nhất trong việc là hỗ trợ điều trị căn bệnh tiểu đường. Ở ngoài ra nữa thì các bạn cũng có thể là hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm này thì chúng ta không gặp bất cứ một tác dụng phụ nào cũng như là một phản ứng phụ nào đối với cơ thể. Điều quan trọng là sản phẩm này không những mang lại những hiệu quả cũng như là những yếu tố tốt trong việc là hỗ trợ điều trị tiểu đường, mà sản phẩm này như Kiều Anh vừa kể trên thì nó còn có một số công dụng vô cùng tuyệt vời đối với sức khỏe, chẳng hạn như là thanh lọc cơ thể hay là ngăn ngừa một số bệnh lý ở cơ thể. Và với những công dụng tuyệt vời như vậy của sản phẩm này thì Kiều Anh tin chắc rằng các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng để mang lại kết quả tốt nhất cho người thân cũng như là cho bản thân thôi đúng không ạ? À, tuy nhiên thì nếu như các bạn còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua sản phẩm nước phòng và chống tiểu đường Super Gold này ở đâu để có thể là an tâm trong quá trình sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24h là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm nước phòng và chống tiểu đường Super Gold đến từ Hàn Quốc. Korea Shop 24h với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. À, hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kêu Anh xin chào và hẹn gặp lại!